Ủa, mình hơi lâu rồi đấy. Làm gì vậy? Ta đang nhạt mồm. Ta đang nhạt ăn muối à? Đâu? Ăn đi. Cơm muối ông lâu á. Dạ, một tiếng mấy rồi. Trời ơi, cái này bự. Là nhớ tao mới ăn cách đây có tiếng à. Trời ơi, có nhiều trò nhắn tin với mình cảm giác tổn thương quá. Live VC mà thấy tóc thầy hói luôn. Biết vậy hôm nay đổi kiểu tóc. Đổi luôn. Đổi luôn. Chưa nhìn thấy gì cả. Tại vì cái kiểu tóc xả xuống nó nhanh gọn lẹ lắm mọi người. Tắm xong gội đầu lấy sấy xong rồi cho nó xả xả xong rồi xịt ít keo lên là xong. Ừ. Rồi sao cái màn hình nó bị gì vậy em? Không nhìn thấy cái gì hết. Chờ xíu nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Không, anh nước miếng thôi đúng không? Mày bỏ cái mùi mắm ra bia nữa, sọc mắm vào mũi tao này. Vừa. Đấy, được chưa? Đẹp hơn chưa? Ngon quá. Đấy. Mày, bố duyên quá. Cái mùi mắm nó khó chịu quá trong cái văn phòng. Rồi, đẹp trai chưa? Mai ta đi nhuộm tóc. Đấy là xuống nghe mọi người nói, nghe nó nói mà. Mai ta đi nhuộm tóc lại với chiếc tóc đen màu bạc. Nó nòi ra cả bao nhiêu cọng. Hàng đêm suy nghĩ làm sao cho tương lai mày tốt đẹp hơn rồi. Tóc bạc nó nòi ra đây. Ông già sớm tôi khỏe. Coi như cái lúc tóc màu trắng nó nòi ở nơi khác. Đúng không? Cái gì? Ông già tôi khỏe. Sao tao già màu khỏe? Tôi có tài sản. Ôi trời ơi. Con này nó y như trong phim ấy nhỉ. Thở tí nhanh không? Thở thật đấy. Mày thấy bao nhiêu người ngập thở. Thì cái hộp mắm này em vậy. Đẹp chưa mọi người ơi, đẹp chưa, come on. Cô lạnh quá. Đẹp chưa, chưa đẹp là tôi vuốt tiếp đây nha. Tôi vuốt đến 12 giờ đấy nha. Đấy. Đấy không, một người đẹp trực đẹp tự nhiên natural như tao đâu cần phải. Người đẹp ấy là phải tự nhiên giống như cái anh áo đen kìa. Trời, tao đẹp tự nhiên chứ còn gì nữa. Chứ mày nghĩ tự nhiên à? Mày nghĩ tao sửa cái gì, tao chưa một đụng một cái gì tao khéo được. Chưa gì. Sửa dấu, sửa bụng lại. À, bị đau. Hớp bụng lại. Tôi miếng son à? Kiếm miếng son... Son gì ta? Thử đấy. Son nhung, son cam đất ta. Có sai bước chân tự lấy là cũng sai người ta. Tao đâu có sai, mà ta nhờ. Thế mày vào đây mày ngồi live stream đi, để ta ra ta tự làm. Con ngủ thì nhiều. Tao lát nữa live stream xong tao tính sổ mày. Lại tới ra mai hả? Mai thề like mai xong được tính sổ rồi. Ngủ như một con lợn. Ủa, ngủ mà không cho. Tao không còn biết mày ngủ như nào nhưng mà khi mày hẹn một ai đó cái gì mày phải giữ uy tín. Mày hẹn Tuấn đi gội đầu dưỡng sinh trong cuối cùng lên mày nằm mày ngủ mày không chịu đi rồi hẹn đi tiêm thì cuối cùng mày cũng không đi. Tấm thứ hai phải uy tín, sống phải uy tín. Có đi gội đầu dưỡng sinh. Chỉ là thì đấy là người ta phải chịu gọi mày cả văn phòng này người ta phải đặt nước vào mặt mày mới chịu dậy. Còn người cho có uy tín là đến giờ chắc người ta tự ý thức người ta đi chứ không phải gọi điện năn nỉ 10 người phải gọi cho mày. Sau này á? Tí thôi. Tí bắt buộc phải son hả? Bắt buộc phải son hả ta? Bắt buộc phải son hả? Thôi xong sao? Bây giờ? Sao nó không có đều môi ta? Chưa đúng kỹ thuật. Ủa sao nhiều người họ son cái được liền luôn cái thôi không? Ta son đều. Cả đời tao cái mồi này nổi lắm á Hùng. Nổi á? Ui kinh quá. Cái mồi này nổi lắm. Trời ơi. Đưa tao xem. Ta mới không có nổi. Kinh quá. Ừ. Sao mới lại? À mới có chấm một xíu thôi mà nó đỏ chói cái mồi.
Được đó. Khó khăn dễ không em? Không. Ờ chết tao rồi. Không, bây giờ anh bôi lên cho anh. Chủ như là nó có lượng màu ấy. Cho nào rảnh ra đấy. Ủa. Tôi chết tôi rồi. Và này tôi lại bị mấy học trò chuẩn bị edit video gì rồi. Nghe mọi người công nhận là cái son này nó đậm thật đó mọi người, mình chấm có xíu. Rồi mai bốt cứ live PC là chuẩn bị sẵn cho anh một lon xì tinh nha. Anh chu cái môi vào là cái là nó đỏ môi à. Đúng đó. Ok, cho mày nhìn ok chưa? Nó lem hết rồi. Lem hả? Chết tôi rồi. Sao ta? Giờ sao? Đừng lau nữa, đừng lau nữa, bắt son. Là ok chưa? Sao thế mà nó lem? Okay. Căng chưa? Nhà đang là chính tao không? Hàm răng của tao là chuẩn bị đại diện cho BS tới nơi rồi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Mày ăn xong chưa đi? Chưa. Không, lẽ ra những cái việc này mày phải qua sớm mày sắp xếp chứ. Cứ đến giờ live thì mày ra mày ngồi mày ăn. Trời trời, ông hỏi ông cũng có ăn rồi. Còn cái. Tao mà không kêu. Tao mà không kêu con mai nó gọi mày dậy chứ mình ngủ đến 10 giờ. Ủa, thế cuối cùng là đã tô chưa? Cũng hồng hồng mà. Tô son ok rồi mọi người. Mọi người thấy tóc này đẹp hơn hay là tóc kia mọi người? Tóc này nhìn mặt sáng sủa đúng không mọi người? Nhìn rất là giống Trần Tổng đúng không? Đừng nghe tiếng tiếp á. Ok rồi, come on. Yeah, ok. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm xin được nhắc lại với mọi người nha. Hôm nay là một cái buổi live mà chưa có kế hoạch gì cụ thể, nhưng mà cuối cùng là thử thách tất cả mọi người cùng với nhau. Và là hôm nay sẽ có một cái buổi live gọi là overnight thì mọi người có thử sức không? Thì đại đa số bảo là thích thì nhích. Đó. Đây là hôm nay có một cái buổi live thứ nhất. Là sẽ có một cái buổi live đem lại cho mọi người những cái ưu đãi nó cực kỳ lớn. Hầu như các voucher sẽ cho mọi người những cái voucher là 99k. Nó cực kỳ là giá trị cho tất cả những ai mà chúng ta chuẩn bị là những cái giỏ hàng. Hôm nay biết tôi là gì không? Tôi là công chúa của Trung Duyên xong rồi. Để cho mày ngủ đúng không? Công chúa ngủ trong rừng để cho mày ngủ đúng không? Đúng. Đó. Giỏ hàng chưa có ghim mà mọi người đúng không? Giỏ hàng chưa có ghim mà. Tiến sau hôm nay mình đói bụng dữ ta. Lên đồ có lên giỏ. Mà tiến tự nhiên đói bụng cơ ta. À không không bro ơi, hôm nay tôi live khuya lắm. Mai có gì nhà mình gặp đi. Tôi hôm nay tôi live khuya lắm. Rồi, ok. Trai rồi. Hôm nay mọi người đã xem được cái tiểu phẩm hài của Hùng đã xe lại ngày này của 7 năm trước chưa? Mọi người thấy không? Một thanh niên của 7 năm trước đã từng kéo cái chiếc loa chỉ có 2.8 triệu thôi, rong rổi trên các con đường. Đấy, tham gia các hoạt động âm nhạc đường phố, hát có, diễn hài có, độc thoại có, làm MC có. Đấy, mọi người thấy không? MC của cái chương trình đó lúc mà kết thúc quất một câu là đây là tài năng tỏa sáng trong tương lai. Đấy, mọi người thấy không? Đây là dựa vào câu nói đó mình đã nỗ lực rất là nhiều để mà có được những cái sự cố gắng trong hành trình mà đam mê mình theo đuổi. Ok. Đó, mình vẫn nghe tiếng bình thường mà. Để đến hôm nay xem lại cái tiểu phẩm mà bản thân Hùng cũng cảm thấy mình mắc cười. Sao ngày xưa mình có thể phát ngôn trước đông người như thế mà kể những cái câu chuyện nó rất là tếu tếu như vậy. Chuyện tình sau đây mình kể cho các bạn nghe hết sức là lâm ly mà cực kỳ là bi đát. Đó là mình yêu con bé Thắm ở làng bên. Mà con bé Thắm ở làng bên nó đẹp vào dạng tiêu quán đổ đình. Mắt nó mà đưa tình với anh thanh niên không chết cũng phải hy sinh. Tất nhiên là nó sẽ hơn cái con nó đứng bên cạnh mình rồi. Ok. Ta đang kể cái câu chuyện về cô Thắm.
cô Thắm ở làng bên. Đấy. Đấy. Đau. Đấy. Người ta bảo là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Ngại gì cái chuyện đường xa. Ớt dù ca em có thể ăn cả vỏ, của anh có nhỏ không bao giờ bỏ. Má còn mất hết. Sao nó cũng... Cô lấy ăn. Sao mày có thể nghĩ là cái câu thơ đó. Ớt dù cay em vẫn ăn bỏ vỏ, của anh nhỏ thì em cũng bỏ. Không, không anh có thể nói anh câu ớt dù cay anh có thể ăn cả nhỏ, ngực em có nhỏ anh không bao giờ. Con này không biết ai dạy cho nó những cái bài thơ là vươn tầm thầy chơi thế này. Tôi lại mày luôn nó mì ơi. Đấy. Các học trò không biết lấy giấy bút ra mà ghi chép lại. Con này nó xuất khẩu thành thơ. Khả năng con này là con của nhà thơ Xuân Diệu của kiếp trước. Kiếp này được đầu thai ra, con này nó quất câu thơ nào là câu thơ đó đi vào lịch sử. Đấy, mọi người theo. Rồi, hóa trang lại lên. Là đến cậu ba còn ra được hóa trang làm hoàng tử nào. Mở lem đúng không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.